Guitar Vũ Hiển trân trọng giới thiệu chương trình biểu diễn nghệ thuật live concert khúc nhạc chiều. Thời gian 20 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa Pháp Lee's Park, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khúc nhạc chiều là chương trình hòa tấu guitar bao gồm guitar song tấu, hòa tấu giữa cello và guitar với sự thể hiện của hai nghệ sĩ Tây Ban Nha đang rất thành danh với phong cách hòa tấu duo guitar, nghệ sĩ Paulo González Martín và nghệ sĩ Roberto García Hernández. Chương trình lần này còn có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Đào Tuyết Trinh với màn hòa tấu cùng nghệ sĩ Vũ Hiển, những tác phẩm kinh điển mà trong đó nổi bật là bản Serenade của nhạc sĩ thiên tài Zubé do hai nghệ sĩ biểu diễn. Đây là bản nhạc được lấy để đặt tên cho chương trình. Ngoài ra, còn có phần hòa tấu của nghệ sĩ Vũ Hiển và nghệ sĩ trẻ Cảnh Hiếu với những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Qua chương trình, chúng ta sẽ nhận thấy rõ hơn một điều, âm nhạc là sự hòa quyện không chỉ của âm thanh mà còn trong cả tâm hồn người nghệ sĩ thể hiện. Họ cảm nhận được từng hơi thở và cảm xúc của nhau qua từng giai điệu vang lên. Đây sẽ là bữa tiệc âm thanh vô cùng hấp dẫn dành tặng những người yêu âm nhạc. Trân trọng kính mời quý vị hãy tới và cảm nhận. Liên hệ mua vé Guitar Vũ Hiển, địa chỉ số 1 ngõ 156 Mai Anh Tuấn, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 0917 108026 hoặc 0902 145 262.